Chúng con chào mẹ và tất cả cô chú anh chị. Con tên là Huỳnh Tử Linh. Con tên là Huỳnh Tử Cường. Con tên là Huỳnh Tử Nhi. Con xin đọc bức thư của bạn Phần Mẫn Minh gửi cho mẹ. Nhân ngày 10 tháng 5 là ngày của mẹ, là ngày mẹ sẽ được hạnh phúc khi được chúng con gửi những tấm thư này. Con chúc mẹ sẽ có nhiều điều vui vẻ và hạnh phúc, khỏe mạnh. Bên chúng con yêu mẹ, con của mẹ Huỳnh Mẫn Minh. Bây giờ con sẽ đọc các thư của bé Huỳnh Mẫn Duy. Nhân ngày 10 tháng 5, tức là ngày của mẹ, con xin chúc mẹ một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con, các em nhiều hơn. Con cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong mẹ mau về với chúng con. Đây là bức thư của Huỳnh Tiểu My tặng cho mẹ. Nay ngày của mẹ, con chúc mẹ ngày càng nhiều sức khỏe, sống lâu với chúng con, xinh đẹp, trẻ mãi không già, sức khỏe dồi dào như tuổi 30, công việc thuận lợi. Và mẹ hãy nhớ làm việc cũng nên giữ sức khỏe thật tốt để về với chúng con nha. Tụi con mong mẹ về, mẹ được bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ để có rất thật nhiều sức khỏe nha mẹ. Con yêu mẹ Huỳnh Tiểu My. Đây là bức thư của bạn Thị Đức. Happy birthday Modern. Hôm nay ngày của mẹ, con chúc mẹ càng ngày càng thế vui vẻ bên chúng con. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con, cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con. Vì con mà mẹ đã vất vả, làm việc cực khổ, đã nuôi cho chúng con lớn khôn. Hôm nay là ngày của mẹ cho con, của mẹ cho con xin cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ. Con của mẹ Huỳnh Tiểu Yên. Bây giờ là tên của Huỳnh Tiểu Yên. Con kính chúc mẹ không chỉ là trong ngày của mẹ mà tất cả 365 ngày đều là ngày vui vẻ hạnh phúc, để cho con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ suốt đời và nhiều hơn thế nữa. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều nhiều. Mẹ ơi, con không có cánh. Mẹ ơi, con không có vòng thắng. Mẹ ơi, con không có hào quang xung quanh, nhưng mẹ vẫn là thiên thần duy nhất trong cuộc đời con. Đây là bức thư của Huỳnh Tiểu Ly. Hôm nay là ngày 10 tháng 5, cũng là ngày của mẹ. Con biết mẹ là một người đặc biệt hơn tất cả mọi người. Và mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là cha của chúng con. Tình yêu thương của mẹ dành cho con không biết làm thế nào để bù đắp tình yêu ấy. Tình yêu của mẹ vô cùng to lớn, vô cùng vĩ đại. Nhờ mẹ mà chúng con mới được lớn khôn, nên người, biết được điều hay, lẽ phải. Nhờ mẹ mà chúng con được học hành, được đến trường, có bạn bè, thầy cô. Chúng con chỉ biết bù đắp tình yêu ấy bằng cách học thật giỏi và nghe lời, mới có bù đắp được những không bao bù đắp được nhưng không bao giờ hết tình yêu đó. Con mong mẹ được khỏe mạnh, thật bình an và mẹ hãy giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Con yêu mẹ Huỳnh Tiểu Ly. Mẹ ơi, hôm nay con viết lá thư này kính gửi mẹ nhân ngày 10 tháng 5 là ngày của mẹ. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, không buồn lo phiền não với những công việc hay dòng vò mẹ. Chúng con luôn muốn mẹ ở bên các con mỗi ngày. Nhưng mẹ ơi, chúng con biết mẹ luôn đi làm để kiếm từng đồng tiền về để nuôi chúng con. Nên đôi khi thời gian mẹ ở bên chúng con rất ít. Chúng con mong sau này chúng con lớn lên, chúng con có thể đi làm kiếm tiền về để chúng con có thể quyên góp ít nhiều để chăm lo cho mẹ cũng như có thể chăm lo cho các em. Mẹ ơi, đến nay con phải dùng bút để gửi lá thư này đến mẹ. Cuối cùng chúng con vẫn mong mẹ có nhiều sức khỏe và sống lâu đời với chúng con. Chúng con yêu mẹ, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời. Con của mẹ, Ngọc Yến. Xin đọc lá thư của Huỳnh Tiểu Linh. Con chúc mẹ, các cô, các chị, các bác một ngày thật vui vẻ, tươi đẹp, hạnh phúc bên gia đình, luôn yêu thương chúng con, mẹ nhé. Con dù vẫn lớn, vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn thương con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con gái của mẹ, Huỳnh Tiểu Linh. Đây là bức thư của Huỳnh Tiểu Vi. Mẹ ơi, con là Huỳnh Tiểu Vi. Nay con xin chúc mừng ngày của mẹ. Và con luôn ước cho mẹ con khỏi bệnh, và đặc biệt là ở bên chúng con mãi mãi. Lỡ sau này con có lớn lên đi chăng nữa, thì con xin hứa sẽ quay lại tổ ấm gia đình này.
và con quay lại đây để con phụ giúp mẹ cũng như là các em, để mẹ và các em vươn mãi phát triển trên con đường này. Và cũng nhân dịp này con muốn tỏ lòng thành kính tới mẹ. Con sống trên đời này chỉ biết cảm ơn mẹ rất nhiều, vì mẹ mà chúng con mới có được mái nhà chung, trung tâm nhân đạo quê hương. Mẹ ơi, chúng con cảm ơn mẹ vì thời gian qua mẹ là người chăm sóc theo dõi con từng bước. Và nhất là con chúc cho mẹ sức khỏe dồi dào, mau mau hết bệnh và quay trở về với chúng con. Con yêu mẹ.